Ui, có con, nó con bò ra. Cái này. Mày cứ vả vật lấy xong rồi mưa gió thì không xuống cái cung lắm. Trắng mà, hay nhỉ. Lần đầu chưa có kinh nghiệm. Đổi mẹ đâu. Ui, có con, nó con bò ra. Cao lên một tí. Cao lên một tí. Không, bằng này. Ok. Đây, 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 đây. Đây gì? Con nhiều lắm. Con nữa. Đồ phải bê lên một tí. Mấy cái con nhưng mà nếu mà không phát hiện nhanh nhé là nó còn ăn sâu vào trong nữa. Làm nào để mẹ nó không tha.